Thưa bà con nông dân, quý vị và các bạn, với mong muốn được đồng hành cùng bà con nông dân trong canh tác nông nghiệp nhằm tối ưu hóa hiệu quả mang lại, Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai và Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định chính thức hợp tác thực hiện chương trình Mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu. Chương trình sẽ phát sóng định kỳ trong chương trình Thời sự truyền hình tối chủ nhật, tuần thứ ba hàng tháng, đồng thời phát trên các nền tảng mạng xã hội Truyền hình Gia Lai và fanpage Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định. Tùy thời điểm mùa vụ, chương trình sẽ lựa chọn chủ đề phù hợp để tư vấn hướng dẫn bà con một số kỹ thuật canh tác khoa học và hiệu quả. Trong chương trình đầu tiên này, chủ đề được lựa chọn đó là chăm sóc cây cà phê đầu mùa mưa. Kết thúc đợt nắng nóng gay gắt, chuẩn bị bước vào mùa mưa, cây cà phê cần được chăm sóc như thế nào? Mời bà con nông dân cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Cùng với các loại cây trồng khác, cây cà phê ở Tây Nguyên vừa phải hứng chịu một đợt nắng nóng gay gắt tác động đến việc sinh trưởng, phát triển vườn cây. Vì vậy, việc chăm sóc cà phê vào đầu mùa mưa hết sức quan trọng nhằm hạn chế tối đa hiện tượng rụng quả, giúp cây trồng nhanh chóng phục hồi và nuôi dưỡng trái non tốt để mang lại một mùa vụ năng suất chất lượng. Đó cũng là mong muốn của bà con nông dân sẽ có một mùa vụ thắng lợi nếu cà phê vừa được mùa được giá. Xin chào quý bà con, tôi xin giới thiệu đây là vườn cà phê của nông dân Võ Di Hoa ở thôn 1, xã Tân Bình, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai. Năm nay thì vườn cà phê này bước sang năm kinh doanh năm thứ 6. Dạ, con chào chú ạ. Chào cháu. Dạ, thì qua đợt nắng nóng vừa rồi thì vườn cà phê của mình có bị ảnh hưởng gì nặng nề không chú? Năm nay thời tiết nó cũng khắc nghiệt, thì nắng nóng diện rộng, thì nói chung là ảnh hưởng đến vườn cà phê của mọi người, cũng riêng riêng đối với gia đình tôi thì cũng vẫn ảnh hưởng trong diện nắng nóng hôm nay, nhưng mà có cái là gia đình cũng cố gắng coi như chăm sóc và phân bón để cho cà phê nó phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Bước vào giai đoạn mùa mưa thì quả cà phê tăng trưởng nhanh về kích thước cũng như cành chồi phát triển mạnh, do đó việc chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng cho cây cà phê trong giai đoạn đầu mùa mưa là cực kỳ quan trọng để hạn chế tối đa quá trình rụng quả, giúp cho cây cà phê phục hồi một cách nhanh chóng, cũng như là nuôi dưỡng quả non được tốt hơn. Giai đoạn mùa mưa vừa rồi thì chú đã bón phân gì chưa? Thì vừa rồi cũng được mấy cây mưa đầu mùa thì gia đình tôi cũng tranh thủ để bón phân cho cây cà phê để khắc phục cái thời gian trong thời gian mà nắng nóng vừa qua đấy. Thì gia đình cũng cố gắng là coi như bón phân loại NPK 18, 14, 6 của Mặt trời mới của công ty phân bón Bình Định. Thì vừa rồi thì cũng để khắc phục hạn chế được cái rụng trái non và cây nó phát triển đồng đều hơn. Thì gia đình tôi đã xài phân đó, và bây giờ thì tôi cũng xin hỏi kỹ sư như thế này. Trong cái đầu mùa mưa thì tôi dùng loại phân Mặt trời mới là cái hàm lượng 18, 14, 6 để bón cho cây cà phê. Và bây giờ tôi cũng xin hỏi kỹ sư là cho tôi biết là cái phân Mặt trời mới hàm lượng này thì bón cho cây cà phê đầu mùa mưa có đạt hay không, và đồng thời là cái số lượng bón cho một hecta là bao nhiêu? Dạ, thì cũng qua câu hỏi của chú thì cháu xin giải đáp như sau. Thì sản phẩm NPK 18 14 6 mang thương hiệu Mặt trời mới hay Long Mỹ do công ty cổ phần vật tư nông nghiệp kỹ thuật Bình Định sản xuất, là dòng NPK cao cấp chuyên dùng cho cây cà phê. Thì ngoài thành phần hàm lượng đạm cao giúp cho cây cà phê vươn cành, thì nó còn bổ sung thêm một số trung vi lượng cần thiết giúp cho tăng khả năng đậu quả, chống rụng trái non và chống chịu tốt khi gặp điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chính vì vậy mà chú bón sản phẩm NPK 18 14 6 Mặt trời mới trong giai đoạn này là hoàn toàn phù hợp. Và đối với vườn cà phê kinh doanh như của chú bước vào năm thứ 6 hiện tại thì lượng bón là từ 400 ký cho đến 600 ký trên một lần bón trong một hecta là sẽ đạt hiệu quả cao nhất.
Mặt Trời Mới là thương hiệu phân bón do Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định nghiên cứu và sản xuất, đang được nhiều nông dân tin tưởng lựa chọn bởi chất lượng, hiệu quả vượt trội, giúp nhà nông chăm sóc tốt cây trồng, mang lại mùa vụ đạt năng suất chất lượng. Các sản phẩm NPK Mặt Trời Mới của công ty được phân phối rộng rãi ở tất cả các khu vực của tỉnh Gia Lai. Bà con có thể tiếp cận một cách dễ dàng và có thể mua bất kỳ ở cửa hàng phân bón gần nhất.